Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trên chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một chú gấu đang cầm một giỏ hoa này nhé. Bức tranh khá là đẹp và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh này. Hãy cùng theo dõi video này cùng với mình. Mình sẽ tô màu cho phần khăn của chú gấu này trước bằng cây bút chì màu xanh dương này. Chú gấu thì mình sẽ tô màu vàng. Phần chiếc giỏ mà chú gấu này đang cầm thì mình sẽ tô màu nâu nhé. Thêm một chút màu xanh nha. Và mình sẽ thêm một chút màu hồng.
Và bức tranh về chú gấu đang cầm một giỏ hoa này đã được mình tô màu và trang trí xong rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube này của mình. Bye.